tới mẹ và ấn start nữa. Từ cái Nini này của mẹ. Chắc Quizy đúng không? Ừ. Quizy. Đừng làm anh đau con. Đừng nha. Con tìm được Google. Thế à? Vâng. Đấy à? Bố và mẹ biết năm điều của mẹ. Được đáp án không? Nhưng bố mẹ cùng biết giống nhau không? Không cần, câu này không cần giống nhau. Nhưng đây là điều mẹ muốn, điều bố muốn. Cả hai, bố mẹ cứ nghĩ là thì bố chọn về đấy, còn mẹ nghĩ là mẹ chọn về đấy. Con biết à? Sao bố và mẹ biết tên mà mẹ muốn được nhất hay là bố muốn được nhất? Nhưng mà cũng được ạ, bố chọn cái nào cũng được, tại đấy là không đúng không sai mà. Khó thế. Cái nào cũng anh nghĩ đi. Em nghĩ nhà mà đầu như nhà em cổ ngày xưa ấy. Một kỷ niệm ấy nha. Bọn này khoảng cái phần có đâu. Quá nhiều kỷ niệm mà tôi sẽ chọn một kỷ niệm. Cô đã xong năm điều rồi á? Khác nhau à? Câu hỏi khác nhau. Câu hỏi khác nhau. Oh my god. Khác nhau hả? Cô chủ mình biết thời gian nhá. Năm câu nhưng mới biết một câu để enter để biết câu khác thì không sao đâu. Thì lại trả lời đi nữa. Hỏi thêm thì nữa, hỏi thêm thì lại chuyển câu khác rồi. Thì tí nữa ta lại cơ đấy. Ăn cái nước thì ngồi ngủ. Để nhà khách làm máu nhá. Mẹ hơi bị thiệt thòi hơn bố đấy nhá. Sao không phải đẹp xấu gì thì nó trình bày lại được. Nhìn mình hiểu được.
hoàn thiện câu hỏi 1, cả hai trả lời. Em nhớ được các câu hỏi đấy, chưa chó? Đúng không? Đúng rồi, chưa chó. Không đùa. Còn đến câu hỏi 2 là Zero answer. Ở đây có một người làm xong. Người là tắt. Sau đây sẽ là phần chỉnh sửa câu hỏi và xem đã ăn đúng không? Ok. Câu hỏi đầu tiên là mỗi câu hỏi bố mẹ có 30 giây đến 3 phút để trả lời. Bố mẹ và con sẽ cùng cam kết trung thực để trả lời các câu hỏi nhé. Thì mẹ chọn đáp án là gì? Hoàn toàn nhất trí. Bố nhất trí luôn. Nhưng mà cái câu này hơi bị trùng. Đúng không? Câu này để đầu tiên thì đúng hơn. Thôi rồi, chúng ta tiếp theo. Tiếp theo. Bố mẹ gặp nhau ở đâu? Một người biết là Hồ Tây, một người biết là Hà Nội. Câu trả lời này không giống nhau, nhưng mà Hồ Tây nó nằm ở Hà Nội nên là cả hai đều đúng. Yeah. Câu hỏi tiếp theo, bố mẹ thích nhất điều gì ở gia đình mình? Mẹ biết là thương yêu nhau và cùng nhau làm việc, còn bố biết là luôn cùng nhau tham gia các hoạt động của cá nhân và tập thể. Thì bố có thể chia sẻ một chút về cái bố biết được không ạ? Các hoạt động từ gia đình mình thì ví dụ các hoạt động của con, cả của Bi, của Bo thì bố mẹ vẫn tham gia cùng. Các hoạt động của bố mẹ thì Bi Bo tham gia cùng. Ông bà cũng có những hoạt động ông bà cũng tham gia hỗ trợ cùng nữa luôn. Tức là hợp tác trong các cái việc hợp tác trong mọi công việc, cả cá nhân với cả với gia đình. Câu hỏi tiếp theo. Cái câu đấy chốt lại sao? Câu đấy nào? Câu đấy chốt lại là đây là câu không có đáp án sai và đúng, nên là mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, nên là câu này cả hai vẫn đều đúng tiếp. Câu hỏi tiếp theo, bố mẹ hãy kể 5 đồ vật mà bố thích nhất. Đầu tiên là điện thoại, mẹ biết là điện thoại, xe đạp, máy ảnh, dụng cụ làm mộc và biển cá koi. Thì bố có thể trả lời xem là câu hỏi câu trả lời này có đúng không? Cũng đúng ạ. Thì bố nghĩ cần phần nào cần chỉnh không? Đồ vật à? Vâng. Ô tô tính đồ vật không? Ô tô có. Ô tô cũng thích. Thì bố thích những cái gì trong đấy con đáp án? Thì bố có thích điện thoại không? Có, được. Bố có thích xe đạp không? Bố có. Bố có thích máy ảnh không? Có. Bố có thích dụng cụ làm màu không? Có. Thế bởi vì qua cho cả là bố thích tiếp rồi. Vậy là câu hỏi đó mẹ đã đúng. Mẹ hãy viết 5 điều mà mẹ mong muốn được làm nhất. Bố biết là trồng nhiều cây, ông bà, gia đình mạnh khỏe, có nhiều thời gian bên cạnh Bi Bo, cả nhà sống chung vui vẻ đoàn kết và được đi vòng quanh thế giới với gia đình. Thì có thể lời này là đúng không mẹ? Đúng mà. Vậy thì đáp án này bố đã đúng. Tiếp. Quả tiếp theo, kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình mình đối với bố mẹ là gì? Mẹ trả lời là đi xem Việt và nghe nhạc ê ê ê bên bờ biển. À. Bố biết là kỷ niệm cả nhà đi du lịch xem Việt trước khi đi vào lớp 1. Hai đứa bố. Không phải khó anh đâu. Không khó được chị đâu. Câu hỏi tiếp theo là bố mẹ có chiều con không? Có những câu trả lời trong đây. Đầu tiên là rất chiều, thứ hai là khá là chiều, thứ ba là không chiều, thứ tư là không chiều và rất nhiều khác. Thì mẹ chọn là gì? Mẹ chọn là khá là chiều. Còn bố chọn là gì? Rất là chiều. Thế thì bố có thể chia sẻ một chút về cái câu trả lời của bố được không? Ví dụ như là bố hay mua bim bim. Còn mình... bố thì bố rất là chiều, cả bố chiều bim bo thế thôi. Còn mẹ thì sao? Mẹ thì mẹ nghĩ ra là yêu thương thì phải giúp cho các con. Em phải khá là chiều đúng không? Ngoài việc yêu thương ra, ngoài việc chiều con ra thì phải yêu thương đúng cách để cho các con trưởng thành hơn, chứ không phải cái gì chiều được đâu, đúng không? Ừ. Thì mẹ chỉ dọn khá chiều thôi, còn rất chiều thì là các con muốn gì cũng chiều hết. Tức là cứ vì một cái điện thoại rồi ngồi ở nhà thôi đúng không? Ừ. Thì mẹ không chọn. Câu hỏi tiếp theo. Cái câu đấy thì tính nào nhỉ? Câu hỏi đấy thì hơi khác nhau nhỉ? Hơi khác nhau nhưng mà mỗi người sẽ có một cảm nhận mình, nên là câu hỏi đấy cả hai đều đúng. Không, câu đấy đúng không được, mỗi người một cách mà. Mỗi người nghĩ cho một cách thì... hai cách nghĩ là khác nhau đấy. Cái câu đấy không hề có câu trả lời đúng, mà chỉ là một cái câu để xem
phải là đúng hay là sai gì hết. Nhưng mà không hiểu nhau đúng không? Đúng, câu hỏi này là không hiểu nhau lắm. Thế nào, câu này là gì? Câu này thì bố chọn là rất là chiều, còn mẹ thì chọn là khá là chiều. Thì cũng hơi khác nhau. Em gì thì bố béo không thành. Không. Là bố mẹ có hiểu con không? Thì mẹ trả lời là gì? Có. Bố trả lời là có đúng không? Chắc chắn là có. Thế thì câu hỏi này cả hai đều giống nhau và đúng. Ok. Nào chém vào giọng, vào giọng nào. Câu hỏi tiếp theo. Con thích ăn món gì nhất thì mẹ trả lời là gì? Món mẹ nấu. Mà bố chọn là gì? Không thể khác hơn được. Vậy thì sao mẹ lại chọn câu trả lời này? Bởi vì mẹ thấy món nào mẹ nấu cũng đúng khen ngon. Câu trả lời này không thể không chính xác. Bây giờ đi làm em xin cưới rồi. Tiếp theo là bố mẹ hãy kể tên 5 điều con thích được làm nhất. Mẹ viết là đá bóng, chơi bóng rổ, đi leo núi, chơi game, đi chơi cùng bố mẹ. Bố là đá bóng, đạp xe, chơi với bố mẹ, tắm biển, lập trình thì cả hai gần giống nhau, chỉ là cái cách viết hơi khác nhau. Ví dụ là mẹ viết là chơi game, còn bố viết là lập trình nữa. Vậy đây cả hai đều giống nhau và chính xác. Thôi thấy càng nhỉ. Ôi, cái này là quà to rồi. Phải không? Câu hỏi tiếp theo là bố mẹ thử đoán xem điều con mong muốn nhất trong gia đình mình là gì? Mẹ viết là luôn yêu thương nhau và bố viết là vui vẻ đoàn kết, thì bố có thể chia sẻ về cái đáp án của bố được không? Tôi hỏi bố gì à? Hỏi mẹ chia sẻ đi. Thế câu hỏi này cho mẹ chia sẻ. Như nào? Mẹ chia sẻ cái đáp án mẹ viết này là luôn yêu thương nhau ấy. Nhưng mà điều mong muốn trong gia đình mình. Điều con mong muốn nhất gia đình mình là gì? À, điều con mong muốn nhất gia đình mình là gia đình luôn yêu thương nhau, bởi vì là mẹ thấy con nói rằng là con rất là thích gia đình mình và con thấy lúc nào con cũng thấy vui, bởi vì là mẹ nghĩ rằng cái mà gia đình mình cho con không phải là cái gì khác mà chính là tình yêu thương thôi, sự đoàn kết. Chính xác. Yeah. Là bố mẹ được biết đúng nhưng mà cũng biết hơi khác nhau một chút, nhưng mà ý thì con vẫn hiểu đúng nhau. Thế là cả hai đều đúng. Nhưng mà cái đấy có phải đúng là điều con mong muốn không? Đúng ạ. Trời. Thank you. Tuyệt rồi. Câu hỏi số 12. Đúng 15. Bố mẹ hãy vẽ bức tranh gia đình mình. Một câu đúng rồi. Mong muốn. Thì mẹ có thể chia sẻ về cái bức tranh này được không? Con nhìn thì cái này hơi giống con ma một chút. Thực ra là mẹ đang không phải là con ma. Đây là đang vẽ cái cây nhân cách. Cái cây nhân cách bao trùm cho cái gia đình mình. Tại đào gốc đúng không? Đúng rồi, đạo đức trí tuệ nghệ lực. Nhưng mà vì cái bút này nó quá khó vẽ nên là mẹ vẽ thành nó hơi giống con ma thì. Còn đây là cái nhà, và đây là cả nhà mình đang đi dạo bên bờ biển, bao gồm các ông bà, nội ngoại và gia đình chúng ta dắt theo hai con chó đô vàng nữa. Còn bố thì ra? Bố thì vẽ một cái mái nhà chung cho toàn thể chúng ta. Đấy, có những không gian xanh, cây cối rất là nhiều, cái thảm cỏ xanh này. Đấy, chó đang đào cỏ đây. Đấy. Không gian đầy đủ mọi người. Rồi, số 13. Nếu có thể... Thứ 12 đúng không? 12 con thấy hả? Con thấy đúng là điều con mong muốn, nhưng mà điều con mong muốn nhất chính là sẽ được xây một quả đồi và cả nhà mình sống chung ở đó. Cả nhà là những ai? Tức là ông bà ngoại, ông bà nội, bố mẹ và các cô bác Dương và các con nữa. Câu hỏi tiếp theo, nếu có thể thay đổi một điều trong gia đình mình, bố mẹ sẽ muốn thay đổi điều gì? Mẹ biết là mọi người học được cách bình tĩnh lắng nghe nhau nhiều hơn. Còn bố biết là mọi người chia sẻ giúp đỡ nhau nhiều hơn. Còn mẹ có thể chia sẻ về cái phần mẹ biết được không? Bình tĩnh và lắng nghe nhau nhiều hơn thì mẹ thấy rất là tất cả mọi người trong nhà mình đều có ý thức trong cái việc là cần phải bình tĩnh và lắng nghe. Thế nhưng mà mình cũng đang trên cái bước thành thôi, tức là khi mà có một sự việc nào đấy không đúng ý mình xảy ra thì mọi người vẫn chưa thực sự là được bình tĩnh lắm ấy, hoặc là đứng ở góc độ người khác để suy nghĩ xem là như vậy đã đúng hay chưa, để có cách xử lý cư xử cho phù hợp ấy. Tức là dùng 10 giây đèn đỏ đúng không? Ừ, 10 giây ngưng ấy. Thì mẹ nghĩ rằng là nếu như tất cả mọi người trong nhà mà học được điều đấy, kể cả các ông bà, kể cả bố mẹ và kể cả các con học được đấy, thì chắc chắn là cái sự hạnh phúc vui vẻ nó sẽ nhiều hơn nữa, bởi vì là nó sẽ không có những cái phát sinh
xảy ra chỉ vì sự nóng tính, hay là chỉ vì khi nóng giận mà mình nói ra những lời nói là nó không tốt, không ái ngữ đúng không? Không ái ngữ. Ok, câu hỏi tiếp theo. Tôi mới biết là mọi người chia sẻ giúp đỡ nhau nhiều hơn thì bố chia sẻ về cái đáp án là bố được không? Bố nghĩ rằng khi mọi người có ý thức chia sẻ giúp đỡ nhau thì mọi người sẽ bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của nhau hơn, không quan tâm đến thái độ của nhau hơn. Câu hỏi này đúng là điều con mong muốn luôn. Yeah. Kỉnh quá nhỉ. Câu hỏi tiếp theo. Chết rồi. Cuối cùng này. Câu hỏi cuối cùng, bố mẹ thấy trò chơi hôm nay như thế nào? Có bốn đáp án. Đầu tiên là rất đáng nhớ. Thứ hai là cực kỳ ý nghĩa. Thứ ba là em gì quá tuyệt vời. Thứ tư là rất xúc động. Thì bố mẹ chọn cái gì? Nếu mà có cả bốn đáp án trên thì tốt, nhưng không có đáp án trên thì mẹ lại phải chọn cái cực kỳ gì ấy nhỉ? Cực kỳ ý nghĩa thôi. Cực kỳ ý nghĩa. Bố chọn là bốn. Thì không có đáp án đấy, mẹ bảo ông ấn được nhiều cái. Bố chọn là bốn, bốn nhiều cái cả bốn mà. Thế thì mẹ nói cái đoạn là nếu như được chọn tất cả đáp án chưa? Đúng rồi. Đấy là tại mẹ không biết thôi. Vậy thì lại ôm mặt bố mẹ chỉ không hiểu và sai cho một câu thôi. Tức là sẽ là phần quà trong ngày hôm nay. Thế thì quà phải to nhỉ? Quà gì nhỉ? Năm câu hiểu đã được quà rồi. Bây giờ 13 đúng không? 13 trên 14. Đây con chút nha, để con mở quà đã. Quà thế bây giờ quà mẹ. Cho con nha, bố mẹ bây giờ con cho lên một đoạn mà giống rất là giống nhau và 9%. Đúng. Gần 99% luôn. Thế câu hỏi kia là nó cũng hơi vùng vèo một chút. Đúng rồi. Đại ý nó đúng. Cho MC làm câu hỏi là nó chưa được mạch lạc nên là chúng em trả lời sai, chứ không MC mà mạch lạc là chúng em 15 nhưng 15 luôn. Trời khó phết nhỉ. Cứ meo đi con. Vâng. Meo lại đi. Thế mà bảo mình có cả quả vật chất và tinh thần. Không, con đúng. Con bật máy nó máy gọn được. Thế con dùng máy gọn này. Mẹ cho máy dùng máy gọn này con quay đi. Start đây. Nào. Tại cái này đây. Không to lên à? Không to lên đâu. Không, không cần nó to đâu ạ. Ấn play đi. Không nhạc à? Không có ạ, lại con chưa ghép nhạc được. Ồ, Hàn Quốc. Ô, cái nhạc cái chữ cả. Vâng. Singapore à? Ây da. Singapore này. Bờ hồ á. Bờ hồ. Ảnh đâu đây? Ảnh đâu đây? Đây là Hòa Bình. Cái này là đi đâu nhớ không? Đi phát bài là một giấc thứ ấy. Đây là ở nhà. Nuôi em, nuôi đi bố. Đây là trước khi đi trên biển này. Đây là trên biển đây. Nó được bò ở trên này xíu nhỉ? Vâng. Biển đến trai. Nhưng cái này là ở Nam Du. Đây là ở Langkawi. Langkawi. Thank you for playing. Ok. Thank you. Đâu rồi? Quà vừa chết đâu nhỉ? Chết rồi. Lúc nói nhầm. Đúng rồi. Chết rồi. Nói nhầm. Chết. Rất cảm ơn em gì. Rất là vui luôn. Nói nhầm đấy là chết. Em xin nhầm này chết rồi. Được cái là anh không trọng vật chất lắm. Không rồi. Chết em gì kiện 100.000 rồi. Không may quá.